mặc dù đã từ chức, Tô Đại hình như vẫn muốn dí ông Thưởng đến cùng. Giới phân tích cho rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thập diện mai phục, mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là tổng chỉ huy cuộc chiến này. Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, ông Benos đã nhận định như sau. Điều chắc chắn là ông Tô Lâm hiện là nhân vật trung tâm của công tác bổ nhiệm các lãnh đạo sắp tới của bộ máy nhà nước Việt Nam, nên ông ấy sẽ cân nhắc và tính toán. Và có thể là chắc chắn chính ông Tô Lâm sẽ khéo léo can thiệp đến chuyện xảy ra hôm 21 tháng 3 với sự từ chức bất ngờ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Bắt thêm lãnh đạo Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Báo Công an Nhân dân vào ngày 28 tháng 3 đưa tin bắt thêm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Điều này càng chứng minh cho nhận định vừa kể trên. Bản tin cho hay vào ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm hai lãnh đạo, một Vĩnh Phúc và một ở Quảng Ngãi, đó là các ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh hiện nay đang đương chức công tác. Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định ông Lê Viết Chữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, đổi lại ông Chữ tạo điều kiện để giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Tương tự, ông Phạm Hoàng Anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu. Đổi lại, ông Hoàng Anh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà riêng với hai ông Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. Điều này cho thấy cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền hối lộ của Nguyễn Văn Hậu đối với gói thầu thi công dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc tại tỉnh Quảng Ngãi. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Vụ án này có liên quan đến cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, là một người rất thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng. Bộ Công an gián tiếp cáo buộc trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2014, thông qua người thân, ông Võ Văn Thưởng đã nhận tới 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ. Bộ Công an đã tiếp tục điều tra làm rõ với ban lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thông qua việc lời khai bắt giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đáng chú ý, lâu nay dư luận vẫn đánh giá Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi được Tổng Trọng bảo kê. Đó là lý do vì sao những sai phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống của ban lãnh đạo Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc không bị phát hiện trong một thời gian rất dài. Ngược lại, có những sự thăng tiến thần tốc đáng ngờ của các nhân vật như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, một người cũng vừa lên mạng xã hội khoe tài sản rất giàu có, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, kể cả cựu Bí thư Quảng Ngãi nên là Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đều đặt ra rất nhiều nghi vấn. Theo giới thạo tin, trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có nhiều quyết định được đánh giá là rất táo bạo, như việc ông Tô Lâm đã vượt qua làn danh đỏ khi cho bắt giữ hàng loạt bí thư chủ tịch các tỉnh vốn là địa bàn chiến lược của các lãnh đạo cấp cao như Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc. Không chỉ có vậy, Bộ trưởng Tô Lâm còn vượt qua quyền hạn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành Trung ương của Bộ Chính trị tự cho mình quyền vi phạm nguyên tắc bất di bất dịch trong việc khởi tố, bắt giam đối với lãnh đạo trong danh sách nhân sự do Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Điều lệ Đảng quy định quy trình bắt một nhân sự cấp cao trước tiên phải được Ban chấp hành Trung ương chuẩn y nghị quyết cho thôi chức trước khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt giam. Trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan là một ví dụ. Công luận nhận xét điều này càng chứng minh cho thấy quyền uy và thế lực chính trị của Tô Lâm đang ở thế thượng phòng, thậm chí vượt lên trên cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được cho rằng hiện nay sức khỏe ngày một yếu đi và quyền lực của ông bị giảm sút nghiêm trọng.
vào thời điểm hiện nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bất chấp tất cả, kể cả điều lệ đảng để chứng tỏ rằng quyền lực lớn nhất trong đảng đang thuộc về Tô Lâm. Tổng Trọng chỉ còn là một ngọn đèn leo lét trước phong ba bão tố với một tương lai bất định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin mặc dù đã từ chức, Tô Lâm hình như vẫn muốn dí ông Thưởng đến cùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Điều tra đại án ở Bộ Công Thương, Tô Đại đang siết chặt vòng vây với Tổng Trọng. Mạng xã hội rộ tin đồn cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sắp bị khởi tố, bắt giam và khả năng cao cựu trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh sẽ tiếp tục bị làm rõ về những sai phạm trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tờ báo Thanh Niên đưa tin về đại án tại Bộ Công Thương. Báo Thanh Niên vào ngày 26 tháng 3 loan tin như sau. Đại án ở Bộ Công Thương, EVN thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Tin cho biết vào ngày 26 tháng 3, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Cục Phó Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo đó, đại diện Bộ Công an cho biết vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong việc tham mưu cho Thủ tướng ban hành quy định chính sách giá điện ưu đãi trái nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can là cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Bộ Công Thương. Đầu tháng 1 năm 2024, Bộ Công an cũng đã bắt và khởi tố bị can tạm giam với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công luận thấy rằng trong các bộ ngành thuộc Chính phủ, thì Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một trong những đơn vị bê bối nhất trong những năm gần đây. Không chỉ việc tăng giá điện liên tục mà còn để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện ở hàng loạt địa phương vào những ngày nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Theo giới quan sát, tin đồn về việc bắt ông Mai Tiến Dũng và mở rộng điều tra đối với ông Trần Tuấn Anh đã xảy ra trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang có những biến động rất lớn. Đồng thời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trong tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Tuấn Anh. Những điều này có liên quan gì đến luồng dư luận không đồng tình với thông cáo của Ban chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công Thương? Theo đó, dư luận cho rằng thông cáo không phản ánh đúng bản chất của vụ việc. Những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam mới thỏa đáng. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, khi nhắc đến một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá một số vật tư thiết bị điện lên đến 300%, khiến giá điện tăng cao gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Xin nhắc lại, giới thạo tin tiết lộ kẻ đứng sau giật dây cho EVN và là tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực chính là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 12 năm 2023 đã kết luận những sai phạm của Trần Tuấn Anh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại là rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Đồng thời các ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng có các sai phạm tày đỉnh. Vậy mà cả ba ông này chỉ bị kỷ luật ở mức cảnh cáo và khiển trách. Những điều kể trên cho thấy trên cương vị là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, Tổng Trọng đã có các biểu hiện bao che, dung túng và chạy tội cho các quan chức tham nhũng cấp cao. Đây là một trong những yếu huyệt
mà người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam phạm phải trong một thời gian rất dài. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Công luận đặt câu hỏi trong công tác nhân sự, Tổng Trọng luôn khẳng định không đưa vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Vậy tại sao những sai phạm trầm trọng và mang tính hệ thống của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhưng không những không bị xử lý mà còn được cơ cấu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 13 với chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mãi đến nửa nhiệm kỳ mới bị kỷ luật? Những điều vừa kể trên xảy ra trong thời điểm Tổng Trọng tuổi cao, sức yếu và quyền lực đã suy giảm đáng kể. Theo giới phân tích, hiện nay chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và Bộ Công an đã trở thành người chỉ huy chính trong chiến dịch chống tham nhũng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Điều tra đại án ở Bộ Công Thương, Tô Đại siết chặt vòng vây với Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.